Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại tin tức của Xoài TV. Cả thế giới sửng chốt sau khi Việt Nam công bố video Trung Quốc đào tạo cấp vũ khí tiền bạc cho các tổ chức điên khùng. Kính thưa quý vị và các bạn, các cơ quan tình báo thế giới đã có nhiều bằng chứng cho cả thế giới thấy rằng Trung Quốc chính là quốc gia cung cấp vũ khí và tiền bạc cho các tổ chức điên khùng lớn nhất trên thế giới như tổ chức ankara taliban và nhất là nước hồi giáo tự xưng trung quốc đã xây nhiều căn cứ quân sự và cung cấp cho đàn em đồng minh campuchia các loại vũ khí trị trong một năm qua con số đã tăng đột biến về các chủng loại vũ khí để bao biện cho việc trung quốc cung cấp vũ khí cho campuchia theo hình thức vừa bán vừa cho mới đây trong một bài viết chia sẻ trên facebook cá nhân người đứng đầu nhà nước Campuchia Thủ tướng Hun Sen viết trong vòng một năm qua, Campuchia đã chi 50 tỷ đô la mua vũ khí từ Trung Quốc. Nhưng sự thật đằng sau những vụ mua bán này, hẳn có những toàn tính của hai giới cầm quyền Trung Quốc và Campuchia. Một quan chức của Mỹ giàu tên tiết lộ, ngoài số vũ khí mà Campuchia đã bỏ tiền mua của Trung Quốc, thì phía Campuchia còn nhận được rất nhiều vũ khí bí mật được Trung Quốc cung cấp không phải trả tiền. Qua vệ tinh theo dõi, hàng hải cho thấy các tàu quân sự và hỗ trợ trên biển của Trung Quốc liên tục cập cảng của Campuchia. Trung Quốc còn bí mật xây dựng một lâu đài để dành riêng cho quốc phương và Thủ tướng Campuchia thường xuyên đến Trung Quốc nghỉ ngơi. Điều này cho thấy Campuchia là chân sau tuyệt đối trung thành của Trung Quốc. Việt Nam biết rõ điều này khi cả hai nhà nước trung cam vì như lưỡi dao sắt nách Việt Nam, Campuchia luôn ủng hộ Trung Quốc ở các hội nghị ASEAN về Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng chu cấp những vũ khí và tiền bạc cho các tổ chức khủng bố theo kiểu không hoàn lại này trên khắp thế giới. Vậy mục đích của Trung Quốc là gì? Theo người đứng đầu của cơ quan tình báo CIA của Mỹ tiết lộ, Trung Quốc muốn các tổ chức khủng bố trên thế giới lớn mạnh, khởi đạo liên tục bằng các vụ tàn sát và khủng bố dã man, buộc Mỹ và các nước đồng minh phải can thiệp quân sự để làm ổn định tình hình thế giới. Và như vậy, Mỹ và các nước đồng minh sẽ truy yếu đi rất nhiều về ngân sách cho những chiến dịch quy quét khắp thế giới và Trung Quốc sẽ biết Mỹ cùng đồng minh đang sử dụng vũ khí loại gì để Trung Quốc nhân cơ hội đó đánh cắp được kỹ thuật của các loại vũ khí. Những ý đồ thâm độc đó giúp cỗ máy sản xuất gia công khổng lồ của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ vì Trung Quốc rảnh tay phát triển song phương cả về mặt kinh tế và quân sự. Trong khoảng thời gian nữa, theo đà phát triển này, Mỹ và đồng minh không tỉnh táo ngăn chặn Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ nằm lấy vị trí số một thế giới để hoàn thành giấc mộng bá trụ thế giới. Riêng về Campuchia, không phải bây giờ Trung Quốc mới đầu tư vũ khí cho nước này. Từ sau năm 1975, Trung Quốc đã đầu tư cả người vào cuộc cho buôn bốt để khuấy đảo Việt Nam và xuất biến cả dân tộc Campuchia trở thành thời Trung Cổ Man Trợ. Trung Quốc còn sai bảo bọn Khmer Đỏ quấy nhiễu đánh giết rất nhiều người Việt Nam ở các tỉnh giáp biên giới bắt buộc Đảng Cộng sản Việt Nam đưa hết quân chủ lực đánh bọn giặc Khmer Đỏ. Năm 1978 nắm bắt được cơ hội này, đầu năm 1979, Đảng Tiểu binh du quân đánh tàu chiếm đánh 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Quân tàu đi đến đâu là phá hủy tất cả cưỡng hiếp từ trẻ em đến người già tàn bạo man trợ. Không sao kể hết với câu nói, dạy cho Việt Nam một bài học, Trở về với thực tế hiện nay, Trung Quốc đã âm thầm giúp đỡ Campuchia về vũ khí phía Campuchia, cũng âm thầm nhượng cho Trung Quốc những nơi hiểm yếu nhất của mình, làm bàn đạp tấn công Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam đã tổ chức đưa cả một hệ thống lớp trẻ sang Trung Quốc để học tập và huấn luyện. Đất nước Campuchia, sau năm 1975, người ta gọi là Việt Nam 2, nhưng bây giờ thế giới gọi Campuchia là Trung Quốc 2, đi đâu trên đất nước Campuchia bây giờ cũng thấy người Trung Quốc. Trong khi đó, người Việt Nam bị phân biệt đối xử do chính quyền Hussein thăng tay kích động và đuổi cổ về Việt Nam, kể cả những người Việt Nam sống trên đất Campuchia mấy chục năm nay có giấy tờ như người bản địa vẫn bị đuổi về nước. Chúng tôi sẽ có một bài thông tin riêng về vấn đề này trong buổi thời sự khác. Mỹ đã bao vây để bắt khiến thủ lĩnh IS tự sát hé lộ 44% nguồn cung cấp vũ khí đến từ Trung Quốc. Mới đây, Mỹ đã xác nhận thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố cực đoàn IS Abu Hassan Bahati đã tự sát nguồn vũ khí cho IS một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Theo một báo cáo được tiết lộ, tiền và vũ khí của IS đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và có tới 43,5% vũ khí được sản xuất tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng Abu Hassan Bahati, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố cực đoan ISIS, đã kích nổ chiếc ảo chờ thuốc nổ để tự sát trong một cuộc tập kích ban đêm bất ngờ tại Tây Bắc Syria. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận với tờ Fox News hôm qua rằng Abu Hassan hèm, một phát ngôn của ISIS được coi là người kế nhiệm tiềm năng của Bahati, cũng đã bị tiêu diệt trong một cuộc tập kích khác của quân đội Mỹ. Và ngày hôm nay, vài người dùng Twitter nói rằng tiền và vũ khí của ISIS đã đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần 80% vũ khí của ISIS là do Trung Quốc cung cấp, số còn lại đều là mua từ chợ đen, hầu hết AK-47 mà các phần tử khủng bố sản xuất thuộc loại mặt hàng cao cấp xuống trường bắn tiệc cỡ nòng lớn 1999 99 của Trung Quốc, cũng là trang bị tiêu chuẩn của IS thiết bị dựa trên phiên bản của khẩu AS50 của anh với số lượng 20, 30.000 quân, IS tác chiến liên tục với cường độ cao trong 10-10 năm. Nếu không có các nước lớn đứng về phía sau làm hậu cần thì tuyệt đối sẽ không thể duy trì được. Có người trên mạng nói rằng Nói trắng ra Trung Quốc là kẻ đứng sau IS tổ chức xã hội đen lớn nhất thế giới chính là người ủng hộ phía sau của IS. Tổ chức nghiên cứu, xung đột vũ khí của Anh đã nghiên cứu các nguồn cung cấp vũ khí của IS trong 3 năm. Họ nói rằng họ đã phát hiện ra có 43,5% vũ khí và thiết bị mà IS sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc. Lời đồn rằng 44% vũ khí do Trung Quốc cung cấp của cư dân mạng hẳn là bắt nguồn từ đây. Theo tờ Daily, tổ chức nghiên cứu xung đột và vũ khí đã tiến hành theo dõi chi tiết về vòng vũ khí được sử dụng bởi các phần tử IS ở Syria và Iran và phát hiện ra rằng từ năm 2014 đến năm 2017, trong số các vũ khí quân sự được xã hội quốc tế thu hồi từ các chiến dịch IS, 90% trong số 40.000 vũ khí và thiết bị là từ Trung Quốc. Nga và các nước Đông Âu, các nhà nghiên cứu đã tìm được nguồn cung cấp vũ khí cho IS. Chỉ riêng lượng vũ khí mà Trung Quốc cung cấp đã chiếm 43,5%, độc chiếm vị trí đầu số lượng lớn nhất. Ngoài ra, Germany chiếm 12,1%, Nga chiếm 9,6%, Hungary chiếm 7,2%. Báo cáo mới còn đặc biệt chỉ ra rằng, ở khu vực phía nam Mosul, nơi bị IS chiếm đóng tại chỗ cất giữ vũ khí phát hiện ra 122 súng máy hàng nhẹ, 762 x 39 mini, do Trung Quốc sản xuất. Trước đây, IS thường tuyên bố rằng hầu hết vũ khí của bọn họ là cấp đoạt từ quân đội Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, người ta thấy rằng trên thực tế số vũ khí mà IS cướp đoạt từ Mỹ chỉ chiếm chưa đến 2%, hơn nữa tỷ lệ vũ khí của Iraq và Iran cũng chiếm 3,2% và 0,9%. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bí mật bán vũ khí cho nhà nước Hồi giáo không đơn thuần là vì lợi nhuận mà còn có mục đích hỗ trợ các tổ chức khủng bố và Iran gây bạo loạn, ở khu vực Trung Đông giảm bớt áp lực từ Mỹ do lực lượng nước này bị phân tán. Vào năm 2014, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài viết có nội dung công khai ủng hộ nhà nước Hồi giáo IS sau khi nhóm này giết chết, chết hai nhà báo người Mỹ và một nhân viên thiện nguyện của người Anh. Bài viết có tựa đề Mỹ ích kỷ khi kêu gọi chống nhà nước Hồi giáo được hoàn cầu thời báo đăng tại ngày 7 tháng 9 năm 2014 nói rằng truyền thông phương Tây chỉ nhấn mạnh một cách mù quáng phía cực đoan của IS như giết hại tù nhân, chặt đầu con tin, nhưng hiếm khi đề cập đến những mặt tốt đẹp khác của tổ chức này. Ngoài việc giết người IS còn cung cấp điện nước, trả lương, điều khiển giao thông và quản lý các hiệu bánh, ngân hàng, trường học, tòa án và nhà thờ Hồi giáo tại các vùng bị chiếm đóng dựa vào các thông tin và lập luận trên của Tân Hoa Xã thì thật khó có thể nói rằng nhà nước hồi giáo là một tổ chức khủng bố tàn bạo nhưng người tự đặt câu hỏi lẽ nào hoàn cầu có liên quan với tổ chức khủng bố này nên mới công khai ủng hộ như vậy ngoài ra không chỉ đối với nhà nước hồi giáo IS theo thông tin nội bộ được cung cấp bởi quan chức liên quan đến cung cấp vũ khí trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố ở nhiều nước như Pakistan, Iran, Iraq trong đó có cả viện trợ không hoàn lại vì sau này còn có cả vũ khí giết người mang tính hủy diệt như tên lửa đàn đạo. Đây là nguyên nhân trực tiếp cho thấy vì sao mà các phần tử khủng bố ở Trung Đông và các nước khác vẫn luôn hoạt động mạnh mẽ. Iran và Iraq là khách hàng nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Trung Quốc. Trong thời gian từ năm 1983 đến năm 1986, hai nước Iran và Iraq nhập khẩu 92% vũ khí Trung Quốc. Sau khi chiến tranh ở hai nước này kết thúc, lượng vũ khí nhập khẩu giảm mạnh, còn 66% nhưng sau chiến tranh vùng vịnh Ba Tư, lượng vũ khí mà Iran mua từ Trung Quốc tăng mạnh lên 69%, Trung Quốc lại trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Iran. Từ kho vũ khí mới của Trung Quốc đến thế thống trị quân sự của Mỹ, sự kiện trên đã cho Bắc Kinh cơ hội vàng để giới thiệu các loại vũ khí mới và một loạt công nghệ quân sự khác làm nổi bật ngân sách quốc phòng ngày càng tăng, cũng như kế hoạch dài hạn của quốc gia này nhằm giảm ưu thế của Mỹ ở châu Âu và những nơi khác nữa. Các nhà phân tích đánh giá đây là một lời cảnh báo rõ ràng đối với phương Tây và là một dấu hiệu cho thấy tiến bộ quân sự của Trung Quốc đang diễn ra với tốc độ nhanh đã đến lúc Bắc Kinh có khả năng đối đầu với Mỹ ở Thái Bình Dương. Trung Quốc ngày nay được thế giới ví như đại ca của các tổ chức điên khùng. Ngoài việc trực tiếp bức hiếp 24 nước láng giềng có chung đường biên giới với Trung Quốc, chưa thỏa mãn bản tính đại hàn, Trung Quốc còn ủng hộ đào tạo cung cấp khí tài quân sự, tiền bạc cho các tổ chức được liệt vào danh sách chúng ma quỷ hoặc nhân danh thành chiến vươn xa hơn nữa trên khắp thế giới và châu Phi đều là nạn nhân của tư tưởng bành trướng Đại Hán. Kính thưa quý vị và các bạn, các hành vi ức hiếp làng riêng của Bắc Kinh không chỉ được thấy trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, mà còn thể hiện trên đất liền với việc khống chế nguồn nước của các con sông lan tỏa ra khắp khu vực. Trung Quốc biến nguồn nước thành vũ khí gây thêm hạn hán ở khắp châu Á. Nhiều học giả tại Việt Nam đã vạch trần thủ đoạn của Trung Quốc, lợi dụng vị trí đầu nguồn của các con sông chảy qua các nước khác, Hồ Á xây đập để biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép chính trị và hệ quả là làm cho hạn hạn hán châu Á thêm nghiêm trọng. Bài phân tích trước hết nêu bật sự kiện châu Á lục địa khô hạn nhất thế giới tỉnh theo đầu người, hiện là trung tâm xây của thế giới tập hợp hơn một nửa trên tổng số hơn 50.000 cân đập lớn của hành tinh. Được hỏi vì sao giới lãnh đạo Bắc Kinh muốn mở một cuộc xâm lược như thế, ông lý giải là để dùng lãnh thổ đội biển đạo bởi vì Trung Quốc muốn chiếm toàn bộ Biển Đông và hiện tại Việt Nam có 17 căn cứ ở Biển Đông mà Việt Nam không tự nguyện từ bỏ dùng lãnh thổ đội biển đạo là một gian xếp ôn hóa theo cách nhìn của Bắc Kinh. Các quan điểm của Achiba theo nhận định của chuyên gia Úc, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hại châu Á EMJI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSAS có trụ sở ở thủ đô Washington, không được các chuyên gia về Trung Quốc hay Việt Nam đồng tình. Một lý do khác vẫn theo Atiba là để tạo ra cơ hội cho Trung Quốc luyện tập sử dụng bộ binh và sử dụng các cơ sở quân sự vì họ không có kinh nghiệm chiến trường kể từ khi tấn công Việt Nam lần cuối. Vào những năm cuối thập niên 80, bài phân tích của David Atiba được dịch giả Phạm Minh Tường dịch sang tiếng Việt, mô tả những gì ông quan sát. Bắc Kinh đang chuẩn bị tại khu vực sát biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Tây. Các chuyên gia trong nước và quốc tế quan sát tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông đưa ra những ý kiến khác nhau về nhận định của ông David Achiba, phần lớn không cùng nhận định chiến dịch như Achiba. Sự cải tiến cơ sở hạ tầng quân sự rõ rệt của khu vực mà ông Achiba đề cập, nhưng cũng nói đó là việc thường xuyên xảy ra ở khu vực biên giới tranh chấp và tập quán này từ bản thân nó không cấu thành nên điều gì cả nếu không có bằng chứng thực tế về ý định của trung quốc nhằm tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ bản tin của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại